Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh review của xship.vn. E Đây là một số kênh thông tin của chúng tôi. Trong video này, xship.vn e sẽ giới thiệu cho các bạn một mẫu đồng hồ đến từ thương hiệu Citizen đã được xship.vn e nhập khẩu trực tiếp từ nhà phân phối. Và nói một chút xíu về thương hiệu này cho những bạn nào chưa biết. The Citizen Watch Corporation là một nhà sản xuất đồng hồ đích thực với quy trình sản xuất toàn diện, trải dài từ việc tạo ra các bộ phận riêng lẻ của đồng hồ cho đến khâu lắp ráp cuối cùng. Công ty hoạt động tại hơn 140 quốc gia và khu vực trên thế giới. Kể từ khi thành lập vào năm 1918, thì Citizen đã giữ vững niềm tin với câu slogan Better Start Now, hãy bắt đầu tốt hơn ngay bây giờ. Nghĩa là cho dù bạn là ai và bạn làm gì thì bạn luôn có thể làm điều gì đó tốt hơn và bây giờ là lúc để bắt đầu thực hiện điều đó. Để củng cố thêm niềm tin này thì thương hiệu đã không ngừng chế tạo đồng hồ phát minh và cải tiến công nghệ cũng như là khám phá tương lai của ngành chế tác đồng hồ chẳng hạn như là công nghệ Ecoride độc quyền của thương hiệu một cái máy chạy bằng năng lượng ánh sáng và tính năng đồng bộ hóa thời gian bằng vệ tinh hiện đại trên các mẫu radio control thì đó là những cái thông tin tổng quan ngắn gọn nhất về thương hiệu này cho những bạn nào chưa biết nha còn bây giờ mình sẽ đi đến nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay bên trong chiếc bóng này à, bên ngoài bóng chính chúng ta sẽ có một cái lớp uh, bìa giấy hay là một chiếc hộp giấy luôn các bạn đó, nó bảo quản cho chiếc bóc chính của chúng ta bên trong tránh khỏi bụi bẩn nè giờ mình sẽ lấy ra nha bên trong thì phần bóc chính cũng sẽ có tông màu trắng tương tự như vậy và thiết kế cũng khá là giống các bạn nha tên thương hiệu sẽ nằm ở trung tâm đây là chiếc bóc mở đứng mình sẽ mở nó ra à, đầu tiên là chúng ta sẽ có một lớp mút xốp này giảm chấn động tối đa trong quá trình vận chuyển và đây nhân vật chính của chúng ta được cố định bằng một chiếc gối khá là êm à, phía dưới chúng ta sẽ có phụ kiện đi kèm là sách hướng dẫn thôi rất là đơn giản ha Sản phẩm thì vẫn còn mới hoàn hảo 100% luôn như các bạn có thể thấy đây. Này, tất cả các chi tiết đều trong trạng thái hoàn hảo nè. Và đây là phần tách sản phẩm. Thì mẫu đang trên tay mình sẽ có tên đầy đủ là Citizen Eco-Drive Watch. Một mẫu đồng hồ dành cho nam giới sử dụng bộ máy eco đến từ Citizen và chúng ta sẽ có mã chi tiết cho mẫu này là CA 0690-88L. Sử dụng bộ máy eco Caliber B612 đến từ chính Citizen nhé mà sản phẩm thì mình có để dưới tên video cũng như đường link truy cập sản phẩm phía dưới phần nội dung. Các bạn có thể dễ dàng truy cập vào và sở hữu cho mình chiếc đồng hồ này với mức giá cực kỳ ưu đãi tại xship.vn. Phía sau đó thì chúng ta sẽ có tên thương hiệu Citizen rất là đơn giản luôn. Rồi đi đến nhân vật chính thì đầu tiên là về đường kính Đường kính cho mẫu đồng hồ ngày hôm nay sẽ là 44mm ha Một đường kính khá là to Và nó sẽ phù hợp với những bạn nam có chu vi cổ tay khoảng tầm 18cm trở lên Lên tay nó mới phù hợp Độ dài cho mẫu này sẽ là 12.5mm Với đây là một mẫu đồng hồ Chorap thể thao Cho nên là cái phần đường kính và độ dày này Nó sẽ phù hợp với những bạn có cổ tay lớn hơn về phần mặt kính thì chúng ta sẽ có là kính khoáng cứng hay còn gọi là à, kính miniro đó các bạn Đây là loại kính cường lực được làm từ chất liệu thủy tinh vôi Kính khoáng thì nó có độ cứng kém hơn so với mặt kính sapphire cho nên nó dễ bị trầy xước hơn à, Tuy nhiên thì đổi lại kính khoáng lại có một cái lợi thế lớn hơn Đó là các bạn có thể dễ dàng đánh bóng lại như mới Đối với những cái vết trầy nhẹ như là xước chỉ kim hoặc là xước lồng mèo nha à, nhưng mà chúng ta cũng không nên lạm dụng cái vị đánh bóng này cho những cái vết trầy sâu và nặng hơn Nó sẽ tạo những cái vết lõm ở trên phần mặt kính khá là mất thẩm mỹ Vì bản chất của việc đánh bóng là chúng ta bào mòn đi cái phần kính nó bị trầy Cho nên các bạn lưu ý kỹ vấn đề này nha rồi về phần mặt số bên trong chúng ta sẽ có khá là nhiều chi tiết. Đầu tiên là về tông màu. Ở đây là họ Citizen họ sử dụng tông màu xanh lam cho phiên bản này. Nó mang lại cái nét năng động hơn và thể thao hơn cho mẫu đồng hồ Chorograph này. À, phần chi tiết à, cọc số chúng ta sẽ có những cọc số Arabic à, với chữ số khá là lớn các bạn nha. Thay vì đánh số từ 1 tới 12 thì ở đây Citizen trang bị cho chúng ta những cọc số đếm phút luôn các bạn. 5, 10, 15, 20 thì đây các bạn sẽ thấy ha là đến 60 luôn đó là cọc số đếm phút luôn một cái thiết kế rất là táo bạo ngoài ra thì bên ngoài chúng ta sẽ có những cái phần chỉ hướng này các bạn đây là chính là cái la bàn luôn đó n nè e nè cái này là north east south và quét như các bạn có thể thấy ha bốn hướng của chúng ta nằm đông tây nam bắc rồi những cái hướng phụ nè cũng được thể hiện bằng chữ rất là sắc nét luôn à, đó là thêm một cái chức năng phụ nữa ha và chức năng chụp rap chúng ta sẽ có hai nút ấn chính à, đầu tiên là nút start stop phía trên này và phía dưới sẽ là nút reset hay gọi là nút đặt lại các bạn à, nút b dưới phía dưới này nhá à, và chúng ta cũng sẽ có một cái trang bị một cái khóa nấm để chúng ta có thể không bị bóng nhầm trong quá trình sử dụng hàng ngày ha rồi tiếp tục đi đến những cái chi tiết bên trong. Đầu tiên là cửa sổ lịch ngày vẫn được đặt ở góc 3 giờ truyền thống và thay thế luôn cho cọc số 3 giờ. À, nền màu đen và chữ số màu trắng thì các bạn thấy nó, nó hơi tiệp một chút xíu nha. Đó, nên nhìn kỹ một chút xíu thì chúng ta sẽ thấy được. À, vì ngoài à, phần cửa sổ này cũng sẽ có những cái vân sọc à, rất là bắt mắt luôn. Tên thương hiệu thì được đặt ngay phía trên để nhường chỗ cho à, sub dial phụ ở góc 12 giờ rồi. À, phía dưới phần cửa sổ lịch ngày sẽ là tên bộ máy EcoRay, một cụ máy sử dụng năng lượng ánh sáng. Lát nữa mình sẽ nói sâu hơn về cổ máy này. Rồi về phần kim dây chúng ta sẽ được trang bị một sub-dial riêng biệt nằm ở góc 6 giờ Và các bạn sẽ thấy chiếc kim dây đang hoạt động đây Đây chính là chiếc kim dây của chúng ta hay còn gọi là thiết kế small second đó các bạn Tức là kim dây nhỏ ha Ở Việt Nam thì chúng ta thường gọi đây là thiết kế kim dây rốn Rồi về phần uh, sub-dial ở góc 12 giờ thì chúng ta sẽ có một sub-dial uh, 60 phút Và sau cùng đó chính là sub-dial nằm ở góc 9 giờ Đây là uh, 24 tiếng sub-dial 24 tiếng các bạn ha Giúp cho chúng ta có thể xác định ngày đêm một cách nó dễ dàng hơn trên toàn bộ phần cọc số cũng như là bộ kim chúng ta đều sẽ có một cái lớp phủ dạ quang hỗ trợ quan sát trong điều kiện thiếu sáng khá là tốt và để sử dụng tốt nhất cái lớp phủ này các bạn cần phải phơi nắng dưới đồng hồ chúng ta dưới trời nắng trực tiếp của ánh sáng mặt trời đây là nguồn sáng tốt nhất và cũng như là sạc nhanh nhất cho cái lớp phủ này khi các bạn di chuyển vào nơi có ánh sáng kém thì nó sẽ phát huy công dụng rất là rõ ràng sáng lên vô cùng rực rỡ luôn và mình đánh giá rất là cao cái phần phủ dạ quang này đến từ các thương hiệu nhật bản các bạn nha họ làm rất tốt điều này luôn nó cực kỳ sáng À, và sau cùng là chiếc kim chronograph chính của chúng ta là chiếc kim đang ở góc 12 giờ đang đứng im rồi các bạn đây chính là chiếc kim chronograph 60 giây mà các bạn sẽ dùng cho chức năng đến giờ thể thao à, và cũng có cái lưu ý à, dành cho các bạn nào mà nếu chúng ta không thực sự cần cái chức năng này thì cũng hạn chế à, à, sử dụng vì nó cực kỳ tiêu tốn năng lượng luôn nó sẽ giúp làm cho cái đồng hồ chúng ta màu màu hết năng lượng hơn rất là nhiều nó tốn rất là nhiều năng lượng các bạn nha rồi đi đến bằng phần bên ngoài Ở đây chúng ta sẽ có vật liệu hoàn thiện từ khung vỏ, dây đeo cho tất cả vành benzen Tất cả đều sẽ là thép không gỉ 316L Một loại thép chuyên dụng để sản xuất đồng hồ Và nó có tính chất chống ăn mòn tổng thể tốt hơn trong môi trường nước biển Hoặc là các chất lỏng có tính axit như là mồ hôi Chế tác phê xước sẽ được sử dụng hầu như trên toàn bộ phần sản phẩm luôn Trừ phần vành benzen ra Để các bạn sẽ thấy từ thân vỏ nè phần dây đeo nè tất cả các chi tiết được đánh phay xước tạo nên cái nét cứng cáp Năm tính và mạnh mẽ hơn cho mẫu đồng hồ thể thao này rất là nhiều ở phần vành benzen thì chúng ta sẽ có chế tay đánh bóng để giữ lại cái nét sang trọng bóng bẩy hơn à, từ cái góc nhìn hai bên ha các bạn sẽ thấy nè, đó khi chúng ta nghiêng cổ tay ở các góc nhìn khác nhau thì các hiệu ứng bắt sáng sẽ bắt đầu chạy trên cái chế tác đánh bóng này thu hút được nhiều ánh nhìn xung quanh hơn. phần à, nấm vặn chính của như nút chỉnh thì lúc nãy mình có nói rồi. hai à, chúng ta sẽ có hai cái nút à, để sử dụng chức năng scroll phía trên phía dưới này hay gọi là nút A và nút B. ở à, phần nấm vặn chính thì chúng ta sẽ được thiết kế ở góc 3 giờ truyền thống thôi. mặt nấm chúng ta cũng sẽ có chế tác đánh bóng nha các bạn. phần à, răng này tăng cái độ bám hơn và dễ dàng sử dụng hơn rất là nhiều. mình đeo bao tay nhưng mà vẫn thao tác rất là nhẹ nhàng thiết kế dây đeo thì chúng ta sẽ có một thiết kế dây đeo rất là truyền thống luôn đây ba chỉ ha chỉ giữa chúng ta vẫn sẽ có một kích thước lớn hơn so với hai chỉ ngoài cùng tạo nên cái sự nổi bật và à, vẻ mạnh mẽ hơn trên cổ tay của nam giới khóa thì chúng ta vẫn sẽ được à, sử dụng khóa gập với nút bấm rất là tiện lợi mặt khóa vẫn sẽ có tên thương hiệu Citizen được khắc vô cùng sắc nét về thiết kế mặt đáy thì chúng ta sẽ có một cái thiết kế mặt đáy à, kín như thế này rất là quen thuộc ở các mẫu sử dụng pin hoặc là máy EcoRide như thế này rồi và cùng với đó là những cái thông tin như là À, tên thương hiệu citizen máy eco nằm ở trung tâm rất là nổi bật luôn kích thước rất là lớn ha hình quả địa cầu chúng ta à, thấy được cái lời kêu gọi citizen à, đến với những khách hàng của mình là sử dụng cổ máy eco để bảo vệ môi trường đó các bạn à, những thông tin bên lề như là citizen Watch corporation tên công ty à, water resistant 13, tức là 100m đó các bạn japan woman cổ máy đến từ nhật bản ha hay cụ thể hơn đến từ chính citizen luôn mã hiệu máy các bạn b 612 số seri chín ký tự cũng được khắc ở đây như các bạn có thể thấy nè rồi stainless steel có nghĩa là vật liệu thép không gỉ đó các bạn à, bây giờ mình sẽ nói chi tiết hơn về cái bộ cổ máy ecoride này ha ở à, bên trong của chúng ta sẽ được trang bị cổ máy ecoride b 612 và nó có độ chính xác khá là cao công nghệ ecoride là một cái công nghệ độc quyền của citizen à, nó thân thiện với môi trường sinh thái của chúng ta đồng hồ ecoride thì nó hoạt động bằng năng lượng từ bất kỳ nguồn sáng nào cả tự nhiên và nhân tạo tuy nhiên trên thực nghiệm thì mình thấy ra ánh sáng tự nhiên tức là ánh sáng mặt trời vẫn là nguồn sáng tốt nhất để cung cấp năng lượng cho chiếc đồng hồ chúng ta nhanh nhất các bạn nhé và khi được nạp đủ năng lượng thì đồng hồ có thể duy trì hoạt động à, trong điều kiện thiếu sáng từ 6 đến 12 tháng tùy theo mã máy. Ở trên mã máy này thì sẽ là 7 tháng các bạn nha. Đồng thời thì cổ máy này nó có chức năng báo pin yếu nè và chức năng ngăn ngừa sạc quá tải cho nên các bạn cũng có thể hoàn toàn yên tâm. Năng lượng sẽ được tích trữ trong một cái viên pin đặc biệt có tuổi thọ rất là lâu từ 6 đến 10 năm. Chính vì thế là bạn không cần phải thay pin thường xuyên. Do đó chúng ta hạn chế một cái lượng pin thải ra môi trường rất là lớn. Đó cũng là lời kêu gọi sử dụng năng lượng sạch và bảo vệ môi trường đến từ Citizen các bạn nha. Và qua các góc quay các bạn thấy đó sản phẩm của chúng ta ngày hôm nay mới hoàn hảo 100% Không hề có dấu hiệu cấn móp hay trầy xước phía trên phần dây đeo, nè khung vỏ, viền benzen, mặt kính Tất cả các chi tiết máy đều hoàn hảo mới 100% và đó cũng là tất cả những góc quay thực tế nhất về mẫu đồng hồ ngày hôm nay cũng như là những cái chia sẻ chi tiết nhất của eship vn đến những bạn nào đang quan tâm đến các mẫu đồng hồ Citizen nói chung cũng như là mẫu Citizen Ecoride dành cho Nam ngày hôm nay nói riêng. Hiện tại tại xship.vn e đang có rất là nhiều mẫu mã sản phẩm với nhiều kiểu dáng màu sắc và giá thành khác nhau, đến từ rất nhiều thương hiệu. Đến xship.vn, e các bạn có thể hoàn toàn yên tâm. Các sản phẩm sẽ luôn là hàng chính hãng với nguồn gốc rõ ràng và cam kết các sản phẩm tại xship.vn e sẽ luôn có giá thành cạnh tranh so với thị trường. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp các bạn ở các video tiếp theo.